khi mà các bạn học một cái gì kiến thức mới á, thì các bạn sẽ đặt giúp cho thầy câu hỏi tại sao mình phải học cái đó. Cái đó nó giúp gì? Nó có khác gì so với những cái mình đã từng học? Và các bạn thấy nó hay, nó bổ ích thì các bạn mới có hứng thú để học được. À, mới có hứng thú để học được cái stress. Được chưa? À, như vậy các bạn sẽ xem thử là cấu trúc làm sao, tại sao mình phải học về cấu trúc, về cấu trúc là gì. À, chúng ta sẽ đặt ra một cái vấn đề, giả sử các bạn muốn quản lý sinh viên của chúng ta có số thứ tự, có mã sinh viên, có tên, rồi có điểm vân vân, rất là nhiều thông tin. Như vậy thì mình muốn nói đến một sinh viên A nào đó. À, mình muốn muốn trao đổi với một sinh viên A nào đó thì thực sự nó không đơn giản. Các bạn có số thứ tự, có mã số sinh viên, có tên, có điểm. Ví dụ như mình có một cái bảng như thế. Số thứ tự là 1, sinh viên 1, tên A, điểm 8. Số thứ tự là 2, sinh viên 2, tên H, điểm 5. Số thứ tự là 3, sinh viên 3, tên C, điểm 7. Như vậy thì khi mà chúng ta nói đến sinh viên A thì chúng ta biết mã số của bạn là gì, điểm của bạn là bao nhiêu. Và nếu như chúng ta muốn thì chúng ta sắp xếp điểm tăng dần, thì lúc này tên cũng tăng theo, mã số sinh viên cũng đi theo, và nó luôn luôn đi một bộ như thế, luôn luôn đi một bộ như thế. Như vậy thì nó phải có cấu trúc cùng nhau, và ở đây chúng ta gọi nguyên cả cụm này là một structure. Và chúng ta muốn quản lý bao nhiêu cái trường thì chúng ta tạo bấy nhiêu cái dữ liệu con. Ví dụ ở đây chúng ta nói sinh viên 1 thì tên bạn là gì, điểm bạn bao nhiêu. Sinh viên 2 tên là gì, điểm bao nhiêu. Đấy, như vậy thì trong cái phần cấu trúc của chúng ta, các bạn sẽ được học một cái gọi là structure, cấu trúc. Và chúng ta sẽ khai báo là viết tắt từ struct thôi. Tên sinh viên, tức là kiểu cái này là mình khai báo một cái biến, một cái biến kiểu là struct, có tên là sinh viên. Giống như là biến in mã sinh viên, biến charter, tên, biến plot, điểm thôi. Cái này là biến một kiểu dữ liệu là kiểu đơn. Còn ở đây là chúng ta khai báo cái này là có phải là kiểu dữ liệu là kiểu in không? Kiểu dữ liệu là kiểu character. Kiểu dữ liệu là kiểu plot. Và bây giờ mình định nghĩa một kiểu dữ liệu mới là kiểu sinh viên. Đây là kiểu dữ liệu của mình. Kiểu sinh viên. Do mình định nghĩa. Đây kiểu dữ liệu của mình. Định nghĩa có tên là sinh viên. Và kiểu của mình thì có ba cái biến con ở bên trong, gọi là một cấu trúc. Kiểu này là kiểu cấu trúc, có tên là sinh viên. Được không? Rồi. Như vậy, lúc này chúng ta sẽ sử dụng một cái slide 8. Trong slide 8 này của thầy, slide 8, thầy sẽ khai báo sinh viên, khai báo một cái struct là sinh viên, có từ khóa là struct sinh viên, chữ V viết khoai cho nó dễ nhận biết, mở ngoặc nhọn, đóng ngoặc nhọn và chấm phẩy. Cái này thì nó cũng tương đương như bạn khai báo một cái biến in A. Có phải là bạn đang khai báo là in là kiểu dữ liệu, A là tên biến, chấm phẩy. Thì chỗ này chúng ta cũng khai báo struct sinh viên, mở ngoặc nhọn, đóng ngoặc nhọn và chấm phẩy. Phía bên trong chúng ta cần quản lý gì? Mã số sinh viên,
mã số sinh viên chấm phẩy. Tại vì chúng ta đang cố tình đặt mã số sinh viên là kiểu in. Còn nếu như chúng ta muốn quản lý mã số sinh viên của Poly thì nó là kiểu gì? Mã số sinh viên của Poly nó là kiểu gì? Character ha, nó là kiểu string. Và chúng ta muốn quản lý sinh viên là theo mã là 1, 2, 3, 4, 5. Còn nếu mà mình muốn quản lý sinh viên theo kiểu FPoly của mình là PS183193 gì đó thì nó là kiểu chuỗi. Do nhu cầu của mình là gì thì mình khai báo kiểu đó. Chứ còn hỏi thầy ơi mã số sinh viên bắt buộc kiểu in hả? Không phải. Do nhu cầu của mình cái gì thì mình khai báo cái đó. Rồi chỗ này là họ tên. Họ tên là kiểu character. Và mình đặt là tên có kích thước là 50 ký tự. Tại sao là 50? Tại vì mình nghĩ thế. 50 là đủ. Còn nếu mà bạn thấy 50 thiếu thì bạn cho 100. Mà bạn thấy là thầy nói hôm trước có cái tên ngắn quá, Lê A 4 ký tự thì bạn cho 4. Ok, tùy các bạn. Nhưng mà nhu cầu của mình 50 là để lưu được một cái tên thông thường. Và kiểu điểm. Điểm của chúng ta, các bạn hỏi điểm tại sao là plot? In được không? Được. Nếu như mà một trường nào đó người ta chỉ có dùng điểm in thôi, điểm nguyên thôi thì in. Còn bình thường thì kiểu là plot, là do nhu cầu. Vậy tại sao mình chỉ có khai báo 3 trường này, mình khai báo thêm được không? Được. 30 trường cũng được. Mình muốn quản lý cái gì thì mình khai báo cái đó. Như vậy về phần khai báo về strut được chưa? Có hai kiểu để sử dụng nó. Một là bạn khai báo ở đây sinh viên 1, sinh viên 2. Tức là đây là biến các bạn. Đây là biến sinh viên 1. Có kiểu dữ liệu là sinh viên. Giống như biến A có kiểu dữ liệu là in. Sinh viên 2 có kiểu dữ liệu là sinh viên. Được không? Đó là cách khai báo. Thứ hai, bạn có thể khai báo ở phía dưới này. Strut sinh viên cách ra sinh viên 3, sinh viên 4. Giống nhau. Trên này mình khai báo ngay lúc định nghĩa strut. Ở dưới là chúng ta khai báo khi đã định nghĩa xong rồi. Trên này là khai báo ngay lúc định nghĩa. Cái này là khai báo khi đã định nghĩa xong rồi. Thì mình muốn dùng chỗ nào cũng được hết. Trên này không có cũng được luôn. Chỉ cần khai báo thôi. À, có khai báo ở trên. Và chỗ này chúng ta có N sinh viên, không phải một sinh viên. Cho nên chúng ta có thể khai báo chỗ này là gì? Define số lượng sinh viên. Ví dụ như là mình có 5 sinh viên hoặc là 50 sinh viên tùy mình. Và ở dưới này mình khai báo không phải là sinh viên này, mà mình để là danh sách sinh viên với chỗ này là số lượng sinh viên. Mình khai báo một cái mảng có rất là nhiều sinh viên. Lớp 5 người, 10 người, 50 người, 500 người tùy chúng ta. Được kịp chỗ này không? Về phần khai báo thôi. Define số lượng sinh viên 5. Khai báo một cái kiểu dữ liệu mới. Kiểu này là struct. Nó có 3 thành phần con. Mã số sinh viên kiểu in. Tên kiểu character. Điểm kiểu float. Và vô đây chúng ta sử dụng cái struct đó bằng cách search sinh viên, danh sách sinh viên với số lượng sinh viên mình mới đưa ở trên. Như vậy mình đã có một danh sách sinh viên kiểu mảng với số lượng đã được define ở trên, có kiểu dữ liệu là sinh viên. Vậy bây giờ mình sẽ khai thác như thế nào? Bây giờ mình có một cái đoạn code để nhập N sinh viên này. Vậy chúng ta muốn nhập được thì chúng ta sẽ dùng vòng for.
for y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn số lượng sinh viên chấm phẩy y cộng cộng. Trong này mình sẽ nhập cái gì? Nhập mã số sinh viên, nhập tên, nhập điểm. Và chỗ này chúng ta sẽ có lệnh print mã số sinh viên của sinh viên thứ mấy. Mã số sinh viên. Thì nếu như các bạn muốn biết là sinh viên thứ mấy thì bạn sẽ sử dụng đến y để cho nó dễ. À, mã số sinh viên 1. Vậy chỗ này là phần trăm D. Nếu mình đưa vô đây là y thì nó sẽ ra là mã số sinh viên mấy? Sinh viên 0. Mà sinh viên 0 nhìn nó kỳ. Sinh viên thì chỉ có thể 1, 2, 3. Không thể 0. Cho nên chỗ này mình phải làm gì? À, mình y cộng cộng 1 để cho nó ra là sinh viên thứ 1. Và chỗ này chúng ta đang có mã sinh viên kiểu in. Cho nên chúng ta dùng lệnh scan để nhập dữ liệu vào. Scan để nhập dữ liệu vào phần trăm D phẩy tương tự như một cái biến in bình thường. Thì chỗ này chúng ta cũng đưa địa chỉ vào sinh viên thứ, danh sách sinh viên thứ y, và chúng ta khai thác thành phần của nó chấm mã sinh viên. Dấu chấm tức là mình nhập vô sinh viên đầu tiên, nhập vô mã sinh viên, chấm tức là thành phần của cấu trúc. Sinh viên này có mấy thành phần? 3 thành phần. Thành phần thứ nhất là mã, thành phần thứ hai là tên, thành phần thứ ba là điểm. Và cái này sau này thì các bạn sẽ gọi là thuộc tính của sinh viên. Sinh viên này có 3 thuộc tính: tên, mã và điểm. 3 thuộc tính. Thì khái niệm sau này mình sẽ học ở dạng là C cộng. Thì nó sẽ qua đến class. Class là lớp, lớp sinh viên. Còn ở đây mình mới đang là struct thôi, một cấu trúc. Và chúng ta sẽ có là mã sinh viên, tên sinh viên. Thì chúng ta tiếp tục, chúng ta nhập tên sinh viên. Tên sinh viên và điểm sinh viên. Và chỗ này chúng ta nhập tên. Và chỗ này chúng ta nhập điểm. Điểm của sinh viên mấy? À, và chỗ này nếu điểm thì chúng ta dùng scan. Và chúng ta phần trăm gì? Phần trăm F. Bởi vì điểm của chúng ta kiểu plot. Rồi riêng cái tên sinh viên. Tên sinh viên chúng ta dùng lệnh scan cũng được. Nhưng mà scan nó bị hạn chế gì? À, không nhập được khoảng trắng giữa họ và tên. Cho nên chỗ này mình dùng gì nào? Dùng get s ha. Chúng ta sử dụng lại danh sách sinh viên. Rồi, chúng ta đổi cái lệnh scan này thành lệnh get s mở ngoặc. Có cần phần trăm gì không? Không. Ok, như vậy chúng ta đã nhập được sinh viên. Sai sao? À, chỗ này là tên. Ok. Get để nhập tên. Rồi bây giờ mình sẽ xuất để mình xem thử tình trạng nó làm sao. For y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn số lượng sinh viên chấm phẩy y cộng cộng. Và chúng ta sẽ xuất ra. Xuất cái gì? Xuất là mình xuống dòng cái đi để cho nó dễ. Xịt n nó xuống dòng để cho nó rõ ràng. Chỗ này chúng ta cho là xuất thông tin sinh viên. Xuất thông tin sinh viên. Và chỗ này chúng ta sẽ có sinh viên 1, sinh viên 2 và sinh viên 3.
sinh viên một xuất xong thì chúng ta sẽ có lệnh print sinh viên thứ bao nhiêu, sinh viên phần trăm D, cách ra tên 2 chấm sinh viên phần trăm D xịt N đi, xịt T đi, các bạn sẽ xem giúp thầy xịt N xịt T. Phần trăm D là điểm, xịt N xịt T, chỗ này là mã trước đi, mã số sinh viên, rồi tiếp theo là tên 2 chấm phần trăm S xịt N xịt T, điểm 2 chấm phần trăm F xịt N xịt N. Phải mình sẽ xuất cái gì? Danh sách sinh viên thứ Y chấm mã tương tự như vậy, phải danh sách sinh viên chấm tên, phải danh sách sinh viên chấm điểm. Rồi, như vậy chúng ta đã hoàn thiện một cái dòng xuất. Các bạn cố gắng giải thích cái dòng xuất này được giúp thầy. Thiếu sao? Thiếu không? À, sinh viên thứ. Ok. Chỗ này chúng ta sẽ có Y cộng 1 phẩy. Để mình xuất ra đây là sinh viên thứ mấy. Mã số sinh viên, tên, điểm. Được không? Như vậy mình đã nhập và xuất. Mình có mấy chỗ phần trăm? 1, 2, 3, 4. Thì mình có 4 thành phần để xuất. Dịch coi nào. Chạy coi nào. Rồi, chú ý. Sinh viên 1. Mình cho là mã sinh viên là 1. Enter. Chuyện gì xảy ra? Tại vì sao là nó không nhập được tên? À, là do bình thường ở chỗ này các bạn nhập liệu vô cái số 1 mà cho mã sinh viên thì số 1 của chúng ta nó không chỉ đơn thuần là 1 mà là 1. Enter. Cho nên cái điểm của chúng ta nó chỉ lấy mỗi số 1 thôi, bởi vì nó là kiểu nguyên. Vậy đây là rác. Rác thì chỗ này mình nhập tên. À, chỗ này là mã số. Nhập tên thì khi chỗ này mình chưa kịp scan, nó đã có rác từ bên trên. Nó đẩy xuống đây. Là coi như tên của chúng ta là gì rồi? Là Enter. Tên là Enter. Cho nên chỗ này chúng ta gọi là trôi. Ok. Trôi lệnh. Vậy làm thế nào để xử lý cái trôi lệnh này đây? Thì làm thế nào đó làm, miễn làm sao mà bỏ cái dấu Enter này đi trước khi nhập tên là được. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ sử dụng một cái hàm xử lý cái dấu Enter trước khi nhập tên nhé. Nhập tên đâu? Get. Cho nên phải xử lý trước khi nhập tên. Thì chỗ này chúng ta dùng lệnh FF load. Chỗ này là gì? STD in. Đó là mình khử, mình xóa cái bộ nhớ đệm của vùng nhập. Xóa bộ nhớ đệm của vùng nhập. Thì lúc này chúng ta nhập lại. Nhập số 1 tên A điểm 7, số 2 tên
B điểm 8. Số 3 mình muốn nhập nhiêu nhập. Tên C điểm 6. Số 4 tên, mã số sinh viên 4. Tên H điểm 9. Mã số của sinh viên 5. Tên D điểm 5. Và chúng ta đã có thông tin sinh viên. Sinh viên 1 táp vô một cái mã số sinh viên, tên sinh viên, điểm. Sinh viên 2 táp vô một cái. Kịp không? Thấy thông tin chưa? Rồi bây giờ thay vì mình xuất theo kiểu này thì mình xuất theo dạng table được không? Số thứ tự, mã số sinh viên, tên, điểm, xong rồi xuất thông tin của các bạn xuống dưới đây. Được không? Thử ha. Các bạn thử cái phần xuất ra đây giúp thầy theo ở dạng table. Thay vì mình xuất như vậy thì mình xuất theo kiểu kiểu bảng. Tí bạn nào mà xuất theo kiểu bảng xong thì báo giúp thầy để mà lấy điểm cộng cho các bạn. Như vậy chúng ta đã có là danh sách sinh viên nhập và xuất. Chỗ này các bạn nên viết cái này vào vào hàm nha các bạn. Viết hai cái đoạn code này vào hàm để khi chúng ta cần thì chúng ta sẽ gọi lại nó, nhập và xuất mãn. Rồi trên này nữa thì chúng ta có thể làm được gì? Tìm kiếm xem là có sinh viên đó không. Xuất sinh viên tất cả những bạn nào mà có điểm trên 5. Xuất ra sinh viên những bạn nào có điểm dưới 5. Xuất ra sinh viên có những bạn nào mà có điểm trên 8 để xét học bổng. Trên 9 để lấy sinh viên xuất sắc. Ví dụ như thế. Xuất ra vàng có điểm cao nhất, gọi là ông vàng. Đúng không? Như vậy trên mảng của chúng ta thao tác rất là nhiều thứ có thể sử dụng về cái kiểu search của chúng ta. Hoặc là xem thử là có bao nhiêu sinh viên có điểm nằm trong khoảng từ 5 đến 8. Ví dụ như thế. Thì chúng ta có rất nhiều bài toán liên quan đến phần này. Và đây là cơ bản về search. Chúng ta đã khai báo được cấu trúc. Thế nào là cấu trúc? Chúng ta đã sử dụng được cấu trúc. Chúng ta đã nhập được, đã xuất được một cái mảng liên quan đến cấu trúc. Tất nhiên cái phần mà truy xuất mảng thì nó giống như một mảng in bình thường mà mấy hôm chúng ta làm. Nó chỉ có khác ở chỗ là gì? Khác ở chỗ này. Danh sách sinh viên thứ y chấm mã sinh viên chấm tên chấm điểm. Mỗi thành phần thì chúng ta nhập độc lập giống như là một biến thông thường. Được không? Độc lập giống như là một biến thông thường. Như vậy chúng ta đã hoàn thành về bài cấu trúc của slide 8. Còn một phần phía sau, tí nữa chúng ta sẽ nói tiếp.